Chấp hai công mà ăn hết một đám sọc đơn. Chuẩn anh ơi. Phô. Ai à? Cần chặt. Như vậy là hai trận thi đấu cần chặt. Một trận đấu là sen, một trận đấu là phô. Vâng, như vậy là Phoenician của Velos thì đã có được một bầy hươu đẩy về nhà chính, một con voi lẻ. Quân ngày hôm nay thì được cái là cân cân anh em. Anh em để ý thấy quân ngày hôm nay được cái là cân cân. Anh ra đầm như vậy là ok rồi. Hôm qua Hà Nội nhiều ca không anh em? Không biết là anh em có cập nhật thông tin không? Không biết là hôm qua Hà Nội có mấy ca anh em? Hai trăm 89 k hay à, ghê nhờ. À như vậy 289 thì cũng bằng cái hôm hôm kia à? Kia ông Vlog tôi nghe mang máng 200 gần 300k. Quay đầu ạ, vướng cây gỗ quay đầu luôn. Vướng cây gỗ quay đầu luôn cả nhà mình ơi. Hai con voi ở rất xa đấy. Rogan?
Aika. Zogama? Alamas. Aisa. Alamas. Hilari? Bukama? Như vậy là 11 tròn bài này, 25 dân. Vẫn bị chọc xuyên như vậy 7 cái e luôn. Nhà họ ở hướng phía 4 giờ đấy, con xe giò thấy màu 1 kìa. À không phải, nhìn nhầm. Nó chỉ là một cái sườn đá thôi. Papadakis. Rudkin. 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 28 dân này. Ây chà. Trầu phết nhờ. Thế 6 giờ chăng? Khả năng cao là 6 giờ. Ơ sao lại hưu chết cái anh kìa? Ơ đấy. Hơi giật mình. À ha, mày chết với ông. Mắt ông tinh lắm. Mày làm thao mà qua được những tình huống như thế này. Mắt tôi ngày xưa là 13 trên 10. Nhưng bây giờ là do cũng nhìn lều nó cũng hơi nhiều nên là nó bị suy giảm xuống còn tầm khoảng 10 trên 10 thôi anh em ơi. Là những tình huống này làm sao mà qua mắt tôi được. Ừ. Họ đóng cái gì kia, đóng nghe. Ôi rồi. Khỏe thế, đúng là phô. Nó còn phá nó mơi mơi kìa. Ali mơi mơi kìa. Ôi. Có khả năng trận này toác rồi. Hai tên cung R rồi. Bây giờ con ca ra hay không ra nó cũng thế. Hoài, tỷ số là 1-1. Họ không thấy bầy hươu, họ lên đến tận gần nhà mình ăn bầy hươu. Ờ. Rồi đấy. Tỷ số là 1-1, ta đến với bản lề trong